này thiện hiện như dự lưu thì an trụ quả dự lưu đối với pháp quả của mình không nghi không hoặc nhất lai bất hoàn a la hán độc giác đều an trụ quả trứng của mình đối với pháp quả trứng của mình cũng không nghi không hoặc đại bồ tát ấy cũng giống như thế đối với địa vị bất thối chuyển mà mình an trụ và các pháp đã thâu nhiếp hiện biết hiện thấy không nghi không hoặc này thiện hiện đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển ấy, an trụ trong địa vị này nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu các công đức, nếu có ma sự khởi thì biết ngay không bị chuyển theo thế lực của ma sự, có khả năng khéo dẹp trừ các loại ma sự, khiến cho công đức tu hành không bị chướng ngại. Này thiện hiện thí như người tạo tác nghiệp vô gián, tâm vô gián kia, luôn luôn đeo đuổi cho đến lúc mạng chung cũng không thể bỏ vì sao này thiện hiện vì kẻ ấy có thể cùng khởi sự trói buộc của nghiệp vô gián thế lực càng tăng trưởng luôn luôn chuyển theo cho đến lúc mạng chung cũng chẳng có thể chế phục dù có tâm khác cũng chẳng có thể ngăn cản được này thiện hiện đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển ấy cũng giống như thế an trụ ở địa vị của mình tâm vị ấy không động không có sự phân biệt. Thiên nhân A Tố Lạc ở thế gian đều chẳng có thể lay chuyển được. Vì sao? Vì tâm đại Bồ Tát ấy kiên cố vượt qua các thiên nhân ma phạm A Tố Lạc vân vân trong thế gian đã nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát an trụ địa vị bất thối chuyển đã đắc thần thông của Bồ Tát văn thù thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật từ cõi Phật này đến cõi Phật khác cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn lắng nghe chánh pháp ở chỗ các đức phật trồng các căn lành thỉnh vấn pháp nghĩa đã học của bồ tát này thiện hiện đại Bồ Tát ấy an trụ ở địa vị của mình, nếu có ma sự khởi có thể biết ngay, chẳng bao giờ bị chuyển theo ma sự, dùng sức thiện xảo dồn các ma sự lạ đặt ở trong thật tế phương tiện diệt trừ, đối với Pháp ở địa vị mình không nghi không hoặc vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy, biết tất cả Pháp đều nhập thật tế, thông đạt thật tế, chẳng phải một, chẳng phải nhiều. Ở trong thật tế không có sự phân biệt, vì đối với thật tế không nghi, không hoặc, nên đối với Pháp ở địa vị mình cũng không có do dự. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, dù có chuyển thọ sanh đối với thật tế cũng không thối chuyển, hướng về địa vị thanh văn hoặc độc giác vì sao này thiện hiện đại bồ tát ấy biết tự tướng của tất cả pháp đều không ở trong pháp không này chẳng thấy có pháp hoặc xanh hoặc diệt hoặc nhiễm hoặc tịnh